Xin chào bác, chào mừng các bác anh em đã đến với Tùng Audio Hải Dương. Và ngày hôm nay bên cửa hàng nhà em lại tiếp tục lên sóng cho anh em một mẫu đẩy có thể nói là cực kỳ là chất lượng và đảm bảo cho anh em có thể đánh được rất nhiều những cặp loa phóng hoạt gia đình. Xin giới thiệu lại lần nữa cho anh em ạ, ATC DK1200, dòng đẩy được rất nhiều em chơi phóng hoạt gia đình đánh giá cao đây, một trong những phiên bản mà giá lại cực kỳ bình dân nữa. Dòng đẩy 4 kênh giá trên 6 triệu đồng anh em ơi, ATC DK1200 phục vụ anh em liên tục nhá. Và ngày hôm nay cùng với em trải nghiệm lại một bật nữa về mặt hình thức này và tiếng chất lượng âm thanh của dòng đẩy ATC DK1200 nào. Đầu tiên là về mặt giao diện anh em ơi, có rất nhiều anh em đã đặt được hàng rồi. Ban đầu thì các bác nghĩ rằng là đẩy 4 kênh 1000W công suất, thực ra là công suất ảo thôi. Nhưng em khẳng định luôn, 1000W công suất DK1200 bên em là công suất thực tế đo đạt được các bác nhá. Và chuẩn nhất để các bác anh em có thể đánh với những cặp loa cỡ lớn phòng hoa gia đình. Hoặc là chúng ta có thể là chơi nguyên một dàn âm thanh với những cặp loa full đi làm sự kiện. Đấy, với đẩy ATC DK1200 cực kỳ là khủng khiếp cho anh em với bộ nguồn xuyến to này. 80 sò LGBK 16 tụ lớn cho anh em. Anh em muốn xem nội thất không ạ? Hãy liên hệ trực tiếp bên Tùng Audio, bên em sẽ gửi trực tiếp video nội thất và hình ảnh nội thất bên trong của ETC DK1200 cho các bác anh em có thể tham khảo lại một lần nữa nhá. Và ngay bây giờ thì cùng với em trải nghiệm hình thức chi tiết ETC DK1200 nào. Đầu tiên là góc tay trái của các bác anh em đây ạ, có logo của ETC các bác nhá, và có phần lớp bảo vệ bên ngoài đấy các bác ơi. Đấy, bây giờ thì thường thường họ sẽ thiết kế đẩy theo kiểu dáng như thế này rồi, một kiểu dáng hiện đại và sang trọng để che đi cái phần quạt gió làm mát phía trước. Riêng đẩy ETC DK1200 bên em sẽ có 4 quạt gió làm mát nhá, 2 quạt gió phía trước, 2 quạt gió phía sau anh em ơi. Và nút công tắc nguồn thì được thiết kế thụt vào phía trong đấy các bác nhá. Thụt vào để làm gì ạ? Để đảm bảo an toàn khi chúng ta sử dụng trong gia đình. Đấy. Và ở phía trước đây, phần giữa là phần rất là quan trọng cho các bác anh em có thể là tăng giảm âm lượng cho các kênh như là A, B, C, D, tương với đó là 4 kênh có chế độ đèn cảnh báo các bác nhá, rất là tuyệt vời. Do sản phẩm chính hãng không thể thiếu được logo thương hiệu và mã QR để các bác anh em kiểm tra hàng, cam kết đảm bảo cho anh em hàng sản phẩm chính hãng cho anh em ạ. Về tận tay, về tận nhà các bác anh em, chúng ta ghép nối với tất cả dòng loa phóng hoạt gia đình từ loa 20, 40 và thậm chí đánh súc đơn, súc kép thoải mái cho anh em nhá. ETC DK1200 1000W không phải là một công suất nhỏ nhỏ phải không ạ? Và với tận 4 kênh nữa thì là anh em hoàn toàn thể đánh được rất nhiều các thiết bị phóng hoạt gia đình, ví dụ anh em đánh với loa 20-30, cặp loa full, loa súc đôi, quá tuyệt vời luôn các bác ơi. Đẩy công suất lớn ETC DK1200, không biết tiếng chất lượng âm thanh như thế nào đúng không ạ? Lát nữa cùng với em test lại chất lượng nhá. Có thể những anh em mà đã theo dõi kênh em Tùng lâu thì không phải nhắc nhiều về ETC DK1200, bên em Tùng cũng đã giới thiệu và cho các anh em nghe rất nhiều về tiếng nhạc rồi. Còn những anh em mới đăng ký thì chắc hẳn là chúng ta chưa biết đến mẫu sản phẩm này và chưa nghe tiếng chất lượng âm thanh của đẩy ETC này, thì lát nữa cùng với em lắp tai nghe và trải nghiệm luôn. Bây giờ em quay luôn cho các bác và anh em xem cái thiết kế của phần mặt sau của ETC để các bác và anh em về chúng ta nghiên cứu làm sao ghép nối với phòng hát gia đình để chúng ta ghép nối các thiết bị một cách đơn giản dễ dàng nhất. Có hai quạt gió phía sau là mát, anh em được nhìn thấy ngay rồi phải không ạ? Có tất cả đường dây lưu trích này và đường dây rắc truyền thống để anh em ghép nối với loa thông thường. Em sẽ dùng đầu dây rắc truyền thống hoặc đường dây rắc lưu trích nhá. Thêm nữa là có các cái đường dây ca lông để các bạn anh em có thể là sử dụng sang các sản phẩm, các thiết bị khác, ví dụ như là vang với lọc xì, lâng tiếng hay là bàn mixer thông qua đường ca lông được ở đây để các bác mình em thể sử dụng. Ok, và các bác nhìn thấy không ạ, khi mà chúng ta sử dụng các cái chế độ đánh ấy, thì các bác xoay cho em hoặc là chúng ta chuyển nút gạt cho em nhé, rất là đơn giản thôi. Ở trên này thì nó sẽ có các chế độ đánh cơ bản của những dòng đẩy thông thường, đẩy truyền thống, đó là ban neo, sit tail hoặc là bride, và có chuyển độ nhảy từ 0.775V sang chế độ 1.44V. Thường thường thì em sẽ để ở chế độ 0.775V, tiếng ra đánh khỏe hơn, và chế độ đánh sẽ là sweet tail, đánh riêng biệt từng kênh một. Đấy. Và nhớ cho em là các bác anh em có thể sử dụng rất nhiều các cái đường lighting, tức là chúng ta sẽ link được sang các cái cục đẩy omni hoặc công suất khác để chúng ta đánh thêm súp. Đấy. Và anh em chỉ cần kết hợp một con đẩy này và một con đẩy nữa để đánh súp kép thôi là chúng ta anh em có thể hoàn toàn đi chiến sự kiện rất là đơn giản rồi đúng không ạ? Và đây là phần cầu chì các bác nhá. Dây jack cắm nguồn của ETC DK1200 thì khỏi phải bàn đấy các bác ơi. To như dây cắm nguồn của quản lý nguồn thì các bạn nhìn này, nó cực kỳ là to luôn. Nó sẽ là đạt tải lớn rồi và chắc chắn là như vậy rồi. Thế nên là anh em hoàn toàn có thể lựa chọn và yên tâm khi chúng ta sử dụng ETC, kể cả làm gia đình hay đi làm phòng trà, thậm chí là làm sự kiện nhá. Bây giờ thì cùng với em nắp tai nghe trải nghiệm từ chất lượng âm thanh của ETC DK1200 nào.
Ok, các bác đã được trải nghiệm tiếng chất lượng âm thanh của đẩy 4 kênh ETC DK 1200. Anh em thấy sao ạ? Tiếng đánh ra quá khỏe đúng không các bác? Em đánh với những cặp loa bass 30 thôi nhưng mà tiếng ra lực quá rồi. Và công suất thì cũng để khoảng độ đâu đó 3-40%, chưa hề mắc công suất tối đa, để các bác em có thể nghe được với tiếng chất lượng âm thanh khủng khiếp nhất của ETC. Em hoàn toàn có thể lựa chọn với những cặp loa cỡ lớn hơn để chơi với đẩy ETC các bác nhá. Và tiếng như thế này thì cũng rất tuyệt vời rồi phải không các bác? Nếu như các anh em đang có nhu cầu với những dòng đẩy 4 kênh cỡ lớn, hãy đến với Tùng Audio Hải Dương để sở hữu ngay cho mình một trong những con đẩy rất là tuyệt vời bên em, và giá thành chưa đến 6 triệu đồng ETC DK 1200. Và video của em xin dừng lại tại đây. Chào các bác, chào anh em ở những video tiếp theo nhé.